luôn tin bằng em luôn luôn tin rằng cái tài sản nó phù hợp với lại con người, và nó có cái tâm linh với lại cái người mà sở hữu được nó, cả nhà mình nha. Em tin vào điều đó. Cho em xin hỏi nhà này ở đâu? Dạ quận 7, cả nhà mình muốn tìm hiểu căn nhà này kỹ hơn cứ liên hệ với em qua thông qua inbox cả nhà mình nha. Thông qua inbox, cứ tìm hiểu thông qua inbox đi ạ. Anh quay bằng thiết bị gì vậy? Dạ gimbal và điện thoại iPhone 14 Pro Max anh em mình. Anh em ơi, cho em mượn 5 tuổi mua nhà được không? Ok. Anh hỗ trợ em được điều đó. Bây giờ em đang thiếu căn này là 15 tỷ 980 triệu. Em đang thiếu 5 tỷ đúng không? Ok, anh cho em mượn luôn. Ok, mấy cái đó anh có nha. Gì cho mấy đó anh có, cho anh mượn luôn. Ok nha. Xin vía sức khỏe thôi chứ nhà này thì em ngủ không dám mơ. Cố gắng thôi cả nhà mình. Do là nhiều khi người ta nói là sông có khúc người có lúc đó cả nhà mình. Đâu biết được là trong cuộc sống của mình nó sẽ gặp được một cái người may mắn, một cái vận mệnh, gặp được một cái người mà giúp đỡ chúng ta có được một công việc mà chúng ta không nghĩ đến. Em Thuận luôn luôn tin như vậy. Thì em cả nhà mình thấy năm 2017, 18, 10, à, năm 2018, 19 em Thuận còn làm công việc ở trong showbiz, còn làm công việc diễn viên. Thì em cái công việc diễn viên nó là cái công việc mà gần như là cho em Thuận cả một cái danh tiếng, cả một cái sự nghiệp như bây giờ. Thì luôn luôn em Thuận nhớ về công việc đó. Chắc chắn ai khi mà nghĩ đến em Thuận và nhắc đến em Thuận thì cũng là cái vai bé An. Tuy nhiên là mình sẽ có một ngã rẽ mà mình không ngờ đến, nó là cái vận mệnh của cuộc đời. Thì em tin vào điều đó cả nhà mình. Em tin vào cái điều đó. Thì hiện tại bây giờ em không còn đủ thời gian để em quay phim thôi. Tuy nhiên là nếu mà có một thời điểm thích hợp thì chắc chắn em sẽ quay lại để mà em đóng những cái phim nào mà nó phù hợp với lại cái độ tuổi của mình, nó phù hợp với lại cái giai đoạn của mình. Em cũng nhớ nghề lắm, nhưng mà tuy nhiên là hiện tại bây giờ cái công việc nó đang nối tiếp công việc, nên là em cũng không có thời gian làm phim. Nhưng mà cái cuộc sống mà với lại cái quãng đời của cuộc đời mình, nó sẽ có lúc nó có những ngã rẽ. Mình là cái vận mệnh của mình không biết trước được. Em cũng xin chúc An ơi. Rồi, em cảm ơn cả nhà mình nhiều. Em xin phép offline. Anh chị em mình nếu mà quan tâm tới căn này, nãy giờ đã có xem. Trời ơi, 2K8 luôn kìa. 2K8 luôn. Có muốn xem ở bên trong một lần nữa không? Anh em mới vào có muốn xem ở bên trong nữa không? Làm nghề này phải có gian. Anh em... anh em có muốn xem ở bên trong nữa không? Em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình ở phía bên trong. Trúng mấy tờ được anh ruột ơi. Căn này có đăng ở trên kia không? Dạ có ạ. Có ạ. Dạ có ạ. Căn này có đăng ở trên bên ngoài TikTok của em luôn đó. Anh em có muốn xem vào, có muốn xem vào xem một lần nữa không? Em đưa cả nhà mình vào xem một lần bên trong nữa nhé. Không gian gara ô tô với lại không gian của phòng khách của mình á cực kỳ lộng lẫy luôn. Đầy đủ hết tất cả những cái nội thất giúp cho không gian phòng khách của mình á, khi mà anh chị em mình mời khách đến hoặc là mời bạn bè đến chơi á, thì chúng ta sẽ có được cái không gian của tầng trệt vô cùng là bắt mắt, vô cùng là tự hào với lại cái tài sản của mình nha cả nhà mình nhé. Rồi, căn này ở đâu? Căn này nó tọa lạc tại quận 7, ngay cái trục đường Phạm Hữu Lầu cả nhà mình ơi. Quận 7 ngay trục đường Phạm Hữu Lầu nhé. Chị mượn một ít mua căn nhà đi em. Chị muốn mượn bao nhiêu ạ? Chị Phan Tuyết ơi, chị muốn mượn bao nhiêu? Chị mượn bao nhiêu? Em sẽ hỗ trợ cho chị nha. Chị muốn mượn bao nhiêu? Chị đừng nói căn này 15 tỷ 900 triệu. Chị mượn đúng 15 tỷ 900 triệu luôn nha. Chị muốn mượn bao nhiêu? Giá bao nhiêu ạ? Căn này là 15 tỷ 900 triệu cả nhà mình. View xong ạ. Mượn 16 tỷ. Hẻm xe hơi không ạ? Trời ơi! Anh em mình ơi! Đây, ô tô kìa. Ô tô nè, ô tô nè. Bên này nè. Đó. Đó, trời ơi cái hẻm kìa. Nó đẹp. Đúng không? Chiêu chưa ạ? Cực kỳ chiêu phải không ạ? Rất là chiêu luôn ạ. Cực kỳ chiêu. Không ngập. Khu vực này không ngập. Ở đây anh em mình thấy cái dòng sông của mình đó, nó có được cái độ sóng sánh, cái độ lóng lánh của đèn hai bên đó. Rất là đẹp. Tối tối mà anh em mình ngồi đây mà nhậu với lại gia đình thì thôi, em thiệt là tuyệt vời. Bắt cái bàn ở đây ngồi là thôi, xuất sắc luôn ạ.
xuất sắc luôn. Bắt các bạn ngồi xuất sắc luôn. Đây, đây cái vỉa hè ngay chỗ cái bờ sông đây nha cả nhà mình nha, rất là đẹp. Anh em mình thấy bên kia người ta còn trang trí rồi nó còn làm thêm mấy cái mái á, để mà ví dụ như là gia đình có ra ngoài đó ngồi á, thì có ngồi uống trà hay là ngồi chiêu chiêu cùng bạn bè đều có giảm không ạ? À? Dạ, cái mức giá mà 15 tỷ 980 triệu này á là một mức giá mà em chia sẻ với cả nhà mình á, là mức giá mà chị chủ chỉ đưa ra là gần như là sát thị trường rồi. Còn nếu anh chị em mình có muốn giảm hay không nữa thì cả nhà mình cứ đến đây. Đến đây, đến đây. Cả nhà mình quyết tâm sở hữu căn này thì cả nhà đến đây. Em hứa em sẽ thương lượng để cho cả nhà mình, để cho anh chị em mình có được một mức giá tốt nhất có thể. Nha cả nhà mình nha. Stream nha cả nhà mình nha. Ok. Bye bye. Nó sẽ bị